Nhưng mình không có đeo nhẫn được. Nhưng mà xem người khác cái đó. Rồi nó vừa dặn chứ.
Đâu người khó à. Cái ngày đi tình yếu đốt kìa. Sao đây ba? Anh đai rồi. Có chết không? Máu chảy nhiều quá, anh rửa miệng cái đó. Ủa? Máu chảy nhiều quá mà sao?
Sorry. Chị nói cho con tao. Quá alo nè. Sorry mẹ. Sorry. Nào ra quốc anh vậy đi. Tất gần khi đập giờ tới em đập. Đem thanh về. Hai đứa nằm luôn rồi. Quá. Hình quá cái đó chiếc này giả thôi. Bộ này mới thật nè. Gãy tay rồi, gãy tay coi, gãy tay coi. Tao hương mất nhọc mà sao ấy đau vậy. Em đi giúp nó cho anh. Xin lỗi. Em đi giúp nó. Anh đợi em. Báo đáp. Chị tự phải hỏi xem pháp sư. Anh sợ là đau hương bất nhập anh rồi anh đi đây luôn. Ông ơi ông à, học sinh thứ ơi, yeah. Giết nó được chưa? Vậy nó sao xin? Giết nó vậy? Giết hết bọn nó chưa? Em đi đai hết rồi. Bao giờ ơi. Hả hả? Đập thằng sáu cho em nó. Nó lá trong mồm của em. Vậy để em nó đi đai rồi đó. Em muốn đi đài với nó nói là một việc quá. Ô đau mồm quá.
Còn nước gì nữa nhỉ? Chung luôn. Lâu rồi tụi mình chưa hợp tác nhau ha. Thôi. Lên học phát sinh. Erosa luôn à. Ủa Erosa nó không mạnh đâu cha. Erosa 505 đó. Nó mới ra. Nó có 1 tiếng đó. Nhưng tìm mình đâu có ai tiếng 1 tiếng đâu.